dạng tính giá trị của biểu thức. Cô có bài tập 1 như sau. Tính giá trị của biểu thức. A cộng A cộng, A cộng A cộng A cộng A cộng A. Cộng với B cộng B cộng B cộng B cộng B. Biết tổng của A cộng với B bằng 105. Các con cùng nghe lại nội dung của bài nhé. Tính giá trị của biểu thức phép cộng của 5 chữ số A cộng với 5 chữ số B cộng với nhau. Biết rằng tổng của A cộng với B bằng 105. Bây giờ làm thế nào để các con dễ dàng tính nhanh giá trị của biểu thức này? Cô chào mình cùng bắt đầu giải. Các con lắng nghe và cô chuyển phép tính xuống. Bây giờ các con dễ dàng nhận thấy A ở đây được cộng 5 số a tức là a được lấy 5 lần b thì sao cộng với B cũng được lấy 5 lần và bây giờ ta đã có a nhân 5 cộng b nhân 5 chúng mình dựa vào một tổng nhân với một số các con sẽ đưa về a cộng b cùng lấy 5 lần, cô sẽ đưa một tổng, cụ thể ở đây số 5 là một thừa số giống nhau ở cả tích a nhân b và tích à cô xin lỗi tích a nhân 5 và tích b nhân 5 thì chúng có một thừa số là 5, ta cho thừa số ấy ra ngoài. Bên trong còn lại là một tổng, tổng của a cộng với b cùng lấy 5 lần. Và đến đây thì ta dễ dàng tìm được kết quả của bài toán rồi.